Tôi là Trương Thị Yến, năm nay 65 tuổi rồi, dân quan bên Trường Thịnh. Tôi xin nhắn gửi đôi lời với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông là vua một nước rồi, ông vừa là chức Tổng Bí thư cũ và thêm chức Chủ tịch nước. Bà con chúng tôi, dân quan chúng tôi mong ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm một cách công bằng, nghiêm minh với những tên tham nhũng đời trước, và phải cảnh báo với những các vị đương thời ở thành phố Hồ Chí Minh một cách công khai, minh bạch, rõ ràng để lấy lại niềm tin của nhân dân chúng tôi. Tôi nhắn cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiểu và biết và giúp đỡ những người dân quan Trường Thịnh. Đất dân chúng tôi là đất dân cư nằm ngoài ranh quy hoạch, thu hồi trái pháp luật. Bây giờ nó đã công khai minh bạch rõ ràng thì mong ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải chỉ đạo về thành phố Hồ Chí Minh làm khẩn cấp cho dân quan chúng tôi có một mái nhà, trả quyền lợi tài sản của dân chúng tôi. Vì đất công ty Trường Thịnh còn 7.378 mét hai, mà dân chúng tôi, 22 hộ dân chúng tôi đang sống lầm than khổ sở, không có nhà cửa ở. Kính mong ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm một cách công khai minh bạch rõ ràng, lôi đầu những tên tham nhũng thảy vô lò ông đốt cháy để lấy lại niềm tin của nhân dân chúng tôi, và cho tất cả những dân quan Trường Thịnh nói chung, Thủ Thiêm thì nói riêng. Tại vì Thủ Thiêm nó là cũng khổ mà đông, Trường Thịnh tôi chúng tôi chỉ có 22 hộ thôi, sống khổ lắm rồi. Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ơi, gắng giúp đỡ dân quan Trường Thịnh chúng tôi đi. Chúng tôi mong ông phải đem những tên tham nhũng thảy vô lò ông và tịch thu tài sản để trả lời quyền lợi cho nhân dân ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Nếu ông thiếu củi, dân Trường Thịnh chúng tôi sẵn sàng cung cấp củi tươi và củi khô. Dân chúng tôi đang mong chờ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm một cách khẩn cấp, công khai minh bạch rõ ràng để lấy lại niềm tin tất cả toàn dân. Bà con chúng tôi đang mong lắm rồi đó. Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ráng giúp đỡ dùm cho dân quan Trường Thịnh chúng tôi đi. Bây giờ tôi á, định cư ở Hoa Kỳ mà bây giờ con cháu tôi đây không có nhà, sống ở đầu bờ, đầu bờ đầu bụi, con cháu thất học, sống khổ sở lắm. Tôi về đây để tôi đòi tài sản lại để mà cho con cháu tôi ổn định, đặng tôi trở về bển tôi sống trong lúc tuổi già. Chứ đừng bây giờ tôi cứ ra ngoài đường, tôi cứ la làng hoài, dầm mưa dãi nắng. Ba ngày nay là tôi xuống với quận 2, là giờ này tôi đã bệnh rồi, tôi bị sốt 3 ngày nay nè, tôi nằm mê man bất tỉnh nè. Giờ này tôi mới ngồi vậy tôi nói mà tiếng tôi còn khan nè. Nhờ bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải làm một cách triệt để tất cả những người dân quan Trường Thịnh là nói chung, thêm Thủ Thiêm nữa, và tất cả những ba miền luôn, những người dân quan khốn khổ. Bản thân tôi khổ, thấy người khác tôi cũng đau lòng, tôi không chịu nổi. Bà con dân quan chúng tôi coi bác như là một ánh đuốc để soi sáng đường cho những cái tên
hiện tại bây giờ nó đừng có tham nhũng như những vị đời trước, và lôi những cái vị đời trước tham nhũng bỏ vô lò đốt cháy luôn để lấy lại niềm tin của nhân dân. Tôi thường nói với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được niềm tin của dân là được tất cả. Khi là đã làm khổ dân thì bà con không bao giờ ủng hộ, đừng bao giờ làm khổ người dân chúng tôi nữa. Kính chào bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dạ, TV 26 xin mến chào quý bà con cô bác, quý anh chị em thân mến. Dạ, hiện tại đó quý anh chị em thấy có một bức hình ở trên màn ảnh đó, thì quý anh chị em thấy cái gì, đọc được cái gì trong cái bức hình này? TV muốn chia sẻ về cái bức ảnh này. Vào ngày 24 tháng 10 năm 2013, chính miệng ông Nguyễn Phú Trọng đã nói: đến hết thế kỷ này, không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Đến hết thế kỷ này, có nghĩa là đến quá năm 2099 thì cái xã hội chủ nghĩa nó có hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Đây là cái lời nói của chính xác của ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì chúng ta thấy ở phía bên mà góc trái của cái bức hình đó, chúng ta thấy có một cái hình mà biếm họa. Phải nói TV rất là khen người bạn đã làm một cái hình biếm họa như thế này. Người ta xỉ vào mặt ông Nguyễn Phú Trọng đó. Thưa quý anh chị em, ông là một thằng ngu. Ở miền Nam thì chúng tôi nói là ông là thằng đuôi. Đuôi rồi. Dù ông có mắt ông sáng đó, nhưng là ông là một thằng đuôi, không có thấy đường. Ông không biết cái xã hội chủ nghĩa nó như thế nào, mà ông vẫn cố tình dẫn dắt cái dân tộc này đi trên cái con đường xã hội chủ nghĩa, mà ông chẳng biết nó có hoàn thiện được hay không. Đến cuối thế kỷ cũng không biết. Chỉ thấy rõ ràng là ông đuối rồi. Ông đuối rồi. Ông rất là độc ác. Phải nói ông rất là độc ác khi mà các cai trị cái người dân Việt Nam như vậy. Cái dân tộc Việt Nam bị lầm than khốn khổ hiện tại là bởi cái sự cai trị độc ác của ông Nguyễn Phú Trọng. Đau thương cho cả một dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam, TV hiểu rằng là rất là chịu khó và thông minh, mà bị dẫn dắt bởi một cái tên mù như ông, tên đuôi như ông. Bởi vì mình cái vẻ ông chỉ là một cái ông già cầm cây gậy với cái mắt kiến mù, mắt kiến đuôi. Rồi ông thấy, ông có thấy tội nghiệp cho tất cả những người mà đi sau lưng ông không? Toàn dân Việt Nam ở sau lưng ông đó. Tại vì ông là người cầm quyền đó. Mà người ta đó, tất cả đều phải bịt cái con mắt lại. Tất cả những người dân đều phải bịt con mắt lại, coi như là không thấy luôn, giống ông. Có người chắc là phải bịt cái lỗ tai luôn, không có nghe những cái lời xảo trá của ông. Những lời xảo trá của ông gọi là đây là thời đại rực rỡ nhất trong cái lịch sử Việt Nam. Ông cũng đã từng nói những cái câu nói như vậy. Nó đau thương cho cái dân tộc này như thế nào. Qua cái tấm hình này, TV thấy ông là một người chống lại với cả thế giới. Thế giới hàng trăm quốc gia đi theo cái nền
dân chủ, cái tự do. Mà trong khi đó thì ông lại đi ngược lại. Để cái đất nước Việt Nam này nó đi theo cái xã hội chủ nghĩa, để nó trở nên nghèo đói, đạo đức suy đồi, hoàn toàn là không có lối thoát. Hiện tại là như vậy đó. Để tôi bây giờ chuyển qua một cái bức hình khác, rồi TV sẽ nhớ tới đâu thì bình luận đến đó nha quý anh chị em. Đây, ở Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biện chứng trong cái ngoặc kép với cử tri Hoàng Kiếm về tham nhũng. Đến đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Thế ông cho là đường Tăng đi thỉnh kinh đó là cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước Phật đã phải hối lộ. Cho nên chúng ta phải xem xét bình tĩnh, tỉnh táo và sáng suốt. Sự thật là ông đã biện minh cho cái vấn đề mà quốc nạn tham nhũng ở Việt Nam. Nói thật với ông coi người dân như cỏ rác, hoặc là ông coi những người dân như những em bé đó, để có thể nghe theo những cái lời mà lời nói mà TV nghĩ là đây là tội ác của ông, tội ác đó. Là ông muốn rồi, là ông nghĩ là TV đồng ý với ông, bên Mỹ cũng có tham nhũng, mà tất cả các quốc gia đều có tham nhũng, nhưng người ta có xác suất, người ta có thống kê, nó tham nhũng rất là ít, chứ không phải là nó trở thành một cái quốc nạn như ở bên Việt Nam. Ra đường là thấy tham nhũng đó, ra đường là thấy cái cảnh sát nó đòi tiền vội vĩnh vậy, xin bánh mì ăn. Biết bao nhiêu hình ảnh ở trên YouTube, chẳng lẽ ông không thấy điều đó? TV nghĩ có thể ông dối gạt cái chính ông. Thành ra đó, ngay cả cá nhân ông cũng là người tham nhũng. Mà TV thường nói, ông cho rằng là tham nhũng, chống tham nhũng rất là khó. Thành ra nếu mà chống tham nhũng thì giống như là ta đánh ta. Thì qua cái câu nói này thì TV khẳng định ông là một thằng tham nhũng. Thì có ông thành tham nhũng thì ông mới nói là ta đánh ta. Ông là người trong đảng, ông là người cầm đầu cái đảng, mà ông nói ta đánh ta thì chứng tỏ rằng là ông tham nhũng, còn ai nữa. Ông là một cái nhân tố tham nhũng để mà làm có cả nước tham nhũng. Người ta nói là thượng mà bất chính thì hạ tất loạn. Hạ nó phải tất loạn thôi. Nó phải cũng tham nhũng giống như là những kẻ mà cầm quyền, những kẻ mà trên tham nhũng thì tự nhiên là những kẻ dưới cũng làm cái chuyện tham nhũng. Thành ra tất cả những lời nói về đường Tăng này đó, tôi nói ông chỉ là một cái biện minh. Ông biện minh cho cái quốc nạn tham nhũng mà mấy chục năm nay không có một người cầm quyền nào mà có thể giải quyết được. Thì đó, nó cái đảng Cộng sản là nó là nền tảng của cái tham nhũng đó. Tạo ra cái nền, tạo ra cái tham nhũng làm sao giải quyết được? Không còn cách nào đâu ông Trọng à. Ông chỉ là bứt lá bứt cành thôi, không có thể nào mà bứng gốc anh tham nhũng được. Tham nhũng mà quốc nạn như vậy làm sao mà ông giải quyết được? Quốc nạn là nó do cái chính sách, do cái chủ nghĩa Cộng sản
cái chủ nghĩa mà độc tài độc đảng, không có dân chủ, không có tự do, thì không bao giờ ông có thể giải quyết được cái vấn nạn tham nhũng mà hàng chục năm qua, qua triều đại nào cũng là không giải quyết được. Biết bao nhiêu triều đại rồi, thời Lê Khả Phiêu, rồi Võ Văn Kiệt, Lê Phả Khả Phiêu, rồi Phan Văn Khải, biết bao nhiêu đời tổng bí thư cũng vậy thôi. Không có thể nào mà giải quyết cái vấn nạn tham nhũng với một cái chế độ độc tài toàn trị. Nó độc tài rồi ai mà có thể là giải quyết nó, ai mà có thể bắt nó vào tù. Những cái tên tham nhũng mà tai to mặt lớn như cỡ ông nữa, ai bắt ông vào tù được? Nó không có biện pháp chế tài. Một cái quốc gia mà độc tài như thế, nó không có một cái biện pháp nào chế tài những cái tên cầm quyền. Thành ra từ trên xuống dưới, nó giống như cái nước mà đi xuống, nó chảy xuống. Ở trên tham nhũng thì ở dưới nó cũng chảy y như vậy. Nó không thể nào mà tiêu diệt được tham nhũng đâu ông ạ. Ông chỉ lường gạt người dân thôi. Ông đừng có nói rằng ông củi khô, củi ướt rồi ông cũng đút vào lò được. Ông đừng có, đó là những cái lời rất là ngụy biện. TV phải nói thẳng như vậy, rất là ngụy biện. Đó, củi khô đó, củi khô mà người dân Thủ Thiêm phải gánh chịu đó. Củi khô thì theo ý của TV đó là những người mà quan chức cũ, quan chức của cái triều đại trước, quan thì củi khô là như vậy. Còn củi ướt là những cái mà quan chức đang hiện tại đó. Củi khô Tất Thành Cang, rồi Lê Thanh Hải, rồi đủ thứ hết, Nguyễn Đua rồi đó. Mà TV thấy người dân Thủ Thiêm đã lên tiếng, ông có giải quyết được chưa thưa ông Trọng? Củi khô đó, rồi còn củi ướt đây nè. Củi ướt là Nguyễn Thiện Nhân nè, Nguyễn Thị Quyết Tâm nè, Nguyễn Hùng Phong nè. Đó, ông giải quyết được không? Đó, những cái người mà củi mới đó, củi tươi đó, ông đã làm gì mà để người dân Thủ Thiêm đó, bà Trương Thị Yến đó, đã trên 40 lần đi xuống đường biểu tình. Người ta già cả rồi, 65 tuổi rồi, người ta rớt biết bao nhiêu nước mắt. Qua cái lời mà TV phỏng vấn hôm qua đó, nếu mà quý anh chị em xem cái lời phỏng vấn của TV với bà Trương Thị Yến, cuối đoạn băng đó bà khóc rớt nước mắt. Bà giống như hàng triệu người dân quan đang khóc rớt nước mắt đó ông Nguyễn Phú Trọng. Không phải rằng là cái thời đại rực rỡ như ông nói đâu ông. Một cái người mà thốt lên những cái lời mà gian dối như vậy đó, một cái người cầm quyền như ông đó, nói thiệt đáng sỉ nhổ, phỉ nhổ vào cái mặt của ông. Nói thật cho ông biết, ông phải tự xấu hổ, tự vấn lấy như cái lương tâm của ông đó, ông Nguyễn Phú Trọng. Cái đất nước này đau khổ gì vì ông đó. Rồi TV xin cho quý anh chị nghe cái phần thứ hai. Không biết TV dở đến đâu thì TV nói đó. Đó, ủa cái này cái cũ rồi, xin lỗi. Tổng bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông? Quý anh chị em thấy rõ điều đó. Vào ngày Chủ nhật 10 tây tháng 5 2015,
Chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói những lời đó. Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông được. Kể ra ông cũng là người lương thiện đấy chứ. Lương thiện thiệt. Mà ông nói như vậy, rồi bây giờ ông cũng nhận lãnh y trang nữa. Mà không phải, cái này là bí thư với là chủ tịch thôi nha. Cái này là bí thư chủ tịch là nói về một cái tỉnh, một cái thành phố, vừa là bí thư vừa là chủ tịch. Còn bây giờ đó, nói thật đó, cái chức vụ của ông còn ghê gớm hơn nhiều nè. Ghê kinh hoàng luôn nữa. Ông là tổng bí thư của một nước, và ông kiêm luôn cả chủ tịch nước nữa, chứ không phải là một tỉnh. Cái này là ông thí dụ cho một tỉnh thì được. Còn ông đó, chức vụ nó lớn gọi là kinh hoàng như vậy đó, mà bây giờ đó, nói thật đó, ông quá bất nhất và mâu thuẫn. Mâu thuẫn vô cùng luôn. Ông đâu có xấu hổ. TV nghĩ hả? Ông không biết có xấu hổ không? Đó là cái mặt ông dày quá rồi. Mặt ông quá dày rồi. Thành ra ông hoàn toàn không, ông không có thấy xấu hổ được cái việc làm của ông. Miệng ông nói mới 2015 đó, mà bây giờ 2018 rồi, ông kiêm luôn cả hai cái chức vụ lớn nhất. Làm sao mà người dân tin ông được nữa, thưa ông. Khốn nạn. TV mới nói một cái chữ gọi là TV thấy là rất là khốn nạn. Không phải tôi chỉ chửi ông đâu, mà TV cũng nói rằng là cái chữ khốn nạn đó là nó khốn nạn cho cả một cái dân tộc Việt Nam mình, đang bị cai trị, bị dẫn dắt bởi một cái tên mù, một cái tên lưu manh. Phải nói là lưu manh, tại vì mà ông mở miệng ông nói như thế, phải không? Nhân dân là người làm chủ, ở đâu có nhà nước ở đó phải có giám sát của nhân dân. Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông? Miệng ông đã nói như thế, mà bây giờ ông có hai chức vụ mà lớn nhất nước, thử hỏi. Nói thiệt, tôi khinh ông. Không phải, tôi nghĩ không phải có một mình TV 256 này khinh ông, mà tất cả mọi người dân đều biết, người dân đều khinh ông. Nhưng mà người ta bịt mắt lời thôi, người ta bịt tai lời thôi, người ta không nghe, người ta không nhìn, chứ người ta biết hết đó, thưa ông. Con người có trí khôn mà. Ông đừng có làm như thế, lưu manh lắm ông à. Bỏ đi, nói thiệt, bỏ cái tật đó đi. Phải dân chủ hóa cái đất nước đi ông. Nói thật đấy, bây giờ TV cho quý anh chị em lật qua cái trang khác nữa coi để nói cái gì. Thì đây là những cái trang TV tình cờ TV để lên trên để mà chứ cũng không có chuẩn bị, thành ra hoàn toàn TV để chồng lên mà cũng không biết là cái gì. Tổng bí thư phải là miền miền Bắc, phải có lý luận và không có tham vọng quyền lực. Nói thật với anh, những lời quá là thô bỉ luôn. Những lời mà một cái người cầm quyền mà đi kỳ thị Nam Bắc như thế, ông không có xứng đáng đâu. Hoàn toàn không có xứng đáng với cái chức mà chủ tịch nước đâu, hoặc là tổng bí thư đâu. Tại sao là có hạng người như thế mà đi làm tổng bí thư, như làm chủ tịch nước? Có lẽ là những cái hạng người như ông nó quá tàn ác, thành ra mọi người phải bịt mắt, bịt tai rồi, và câm cái miệng là không dám nói, không dám tố cáo những cái tội ác của ông đã gây ra đối với dân tộc Việt Nam. Chẳng lẽ chỉ có phải có người miền Bắc mới biết có lý luận thôi sao ông? Và không có tham vọng quyền lực,
Miệng thì ông nói tham vọng, không có tham vọng quyền lực, mà ông chơi luôn cả hai chức vụ, rồi ông nói ông không có tham vọng quyền lực. Thưa ông là một cái thằng gọi là hết ý kiến luôn, thấy không? Nói mâu thuẫn ai cũng thấy hết, bằng chứng rõ ràng như vậy, mà làm sao mà ông không có biết? Người ta nói mất cái dây thần kinh xấu hổ rồi. Ông thật sự là mất cái dây thần kinh xấu hổ đó, ông Nguyễn Phú Trọng. Ông nên coi lại đi. Và nói thật, ông nên nghe cái bài nói chuyện này của TV256. Quý anh chị em nào mà biết được ông Nguyễn Phú Trọng đó, gửi, nếu mà ông có Facebook hoặc là ông có, ông chơi internet rồi đó, nếu mà ông có hoặc những nhân viên mà làm dưới quyền ông, gửi cái bài nói chuyện này của TV256 đến ông Nguyễn Phú Trọng, để ông coi ông có nhục không, ông biết nhục không? Đúng không? Và những người mà làm dưới quyền của ông đó có thấy nhục không? Có thấy nhục khi mình làm dưới một cái trướng, một cái ông Nguyễn Phú Trọng như vậy? Nhục chứ. Chẳng lẽ những người đó lại thua ông Nguyễn Phú Trọng mà phải làm dưới trướng cái ông này? Một cái ông tội ác như thế này, một cái ông mà bất nhất, một cái ông mà lưu mến, miệng thì nói như thế này mà làm thì lại là chuyện khác. Nói thật, TV256 chịu không nổi đâu, thành ra bắt buộc phải lên tiếng. Nói trên đây là tại vì hôm qua là có cái bài, có cái lời kêu cứu của ông, của bà Trương Thị Yến gửi đến ông, mà TV256 chưa có phát sóng, chưa có bỏ lên YouTube. Thành ra đó, ngày mai TV xin nhắc nhở quý anh chị em nha, là cũng vào 7:30 sáng giờ Việt Nam, 20 tháng 11 năm 2018, quý anh chị em nhớ lắng nghe nha, đúng 7:30 sáng. Rồi bây giờ TV 256 xin dỡ ra một cái tấm hình khác nữa nha, để coi nó là tình hình gì để mình bình luận. Tổng Bí Thư diệt chuột đừng để vỡ bình, ngày 6 tháng 10 năm 2014. Tổng Bí Thư nói với cử tri sáng nay chống tham nhũng đòi hỏi phải khôn ngoan, có con mắt chiến lược, phải giữ ổn định để đất nước phát triển, rối loạn sẽ rất nguy hiểm. Sự thật với ông Nguyễn Phú Trọng, người dân đã chán ghét cái chế độ này. Người dân xuống đường hàng loạt, có thể lên cả triệu người khắp nước vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 vừa qua. Có lẽ mắt ông đuôi mới không thấy. Người dân phẫn nộ, nhưng mà người dân không có vũ khí. Ở nước Mỹ nó có tu chánh án thứ hai, nó cho phép người dân có quyền mang vũ khí, có quyền để vũ khí ở nhà. Sự thật mà cái đất nước này đó mà có cái tu chánh án thứ hai giống như Mỹ đó, nói thật đó, các ông bị trút phế từ lâu rồi. Người dân không thể nào chịu đựng nổi đâu, thưa ông. Chỉ là tại vì người dân không có súng ông, không có vũ khí, còn các ông có quân đội, có công an, rồi các ông mới đàn áp người dân như vậy. Thử hỏi, nếu mà các ông không có vũ khí, người dân sẽ tiêu diệt các ông rồi, lâu rồi, đừng có nói. Ai lại không nước, ai lại không muốn cái đất nước mà ổn định? Nhưng mà thưa hỏi ông, từ hồi năm 1975 cho đến nay là 43 năm, đất nước có ổn định chưa thưa ông?
chưa bao giờ gọi là ổn định. Lúc nào các ông cũng báo chí các ông cũng nhan nhản là cái thế lực thù địch, cái thế lực Việt Tân, cái thế lực này thế lực nọ phản động. Cái đất nước chưa bao giờ được yên bình trong một ngày một giờ nữa. Dân oan mất đất nổi lên khắp nơi 64 tỉnh thành, chẳng lẽ ông không nhìn thấy? Chưa có một ngày nào mà TV thấy là không có cái việc mà biểu tình ở trên 64 tỉnh thành, 63 tỉnh thành. TV làm YouTube TV biết rồi, TV 256 biết rồi, ngày nào cũng có biểu tình, không lớn thì nhỏ thôi. Dân oan rồi là hàng triệu người khắp nơi, hiểu không? Làm sao mà ổn định được không? Làm sao mà ổn định khi mà người dân hàng triệu người ra khỏi nước, 5 triệu người ra khỏi nước, người ta biết được cái thế giới tự do như thế nào, người ta biết được cái thế giới dân chủ như thế nào, nó sung sướng và nó tốt đẹp như thế nào, thì người ta bắt buộc phải đấu tranh. Người ta bắt buộc phải muốn cái đất nước Việt Nam cũng cứ được thanh bình, được ổn định, được mọi người được sung sướng, hạnh phúc, vui vẻ, chứ không phải bị đàn áp, chứ không phải bị bóc lột tận xương tủy như cái đất nước mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà các ông đã đặt tên thô bị. Các ông có trưng cầu dân ý cái tên nước chưa, mà các ông dám ngang nhiên đặt tên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa? Những cái hình thái mà lưu manh áp đặt lên đầu người dân, cởi đầu cởi cổ người dân, rồi bây giờ nói là rối loạn rất là nguy hiểm. Chúng tôi cần rối loạn đâu? Rối loạn để mà dịch sạch cái chế độ cộng sản của các ông đó. Nói thật đó, các ông sẽ sống không qua đâu, không qua một vài tháng, một vài năm đâu. Internet đã nở rộ rồi, ai cũng biết chơi Facebook, ai cũng biết chơi YouTube rồi. Các ông không có lừa dối được đâu. Cả một hệ thống tuyên truyền giả dối của các ông bị phơi bày. Các ông dạy những đứa trẻ, nhồi sọ những đứa trẻ từ lúc mà họ còn 3, 4 tuổi, 5 tuổi cho đến học sinh là lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 đó. Như vậy đó, đủ thứ hết. Nhồi sọ người dân đủ thứ kiểu cách đó. Ra ngoài đường là thấy lo rồi, ra ngoài đường là nhìn thấy đầy băng rôn đó rồi. Băng rôn nữa là ủng hộ nhà nước, ủng hộ chính phủ, ủng hộ đảng cộng sản. Ra ngoài đường là thấy đảng cộng sản quang vinh muôn năm, mà không biết quang vinh muôn năm có chỗ đỉnh nào nữa. Đầy đọ cả một dân tộc gì mà nói quang vinh muôn năm. Người dân nói thật, mình không nói những cái câu mà quá nặng. Người dân nhổ nước bọt vào mặt ông, nó nói thật ấy. Người ta khinh những cái lời mà dối trá của các ông. Mình nhồi sọ người dân từ lúc còn nhỏ đến ngày nay, nó gây ra cái có một cái số hiện tượng là vẫn còn một số nó không hiểu và nó binh vực cho đảng cộng sản. Nhưng mà không lâu đâu thưa ông, tất cả mọi việc đều bị phơi bày, tất cả những sự giỏi giả trá của các ông đều bị phơi bày. Tổng bí thư nói với cử tri sáng nay, chống tham nhũng đòi hỏi khôn ngoan, có mắt chiến lược, diệt chuột đừng để vỡ bình. Sự thật đó, các ông chỉ toàn là lời chuột không. Và cái bình đó là cái đảng đó. Cái bình là cái đảng đó,
nguyên một cái đảng của ông là phải vỡ thôi. Người ta muốn 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 tiêu diệt là cái đảng của ông đó, cái bình đó nó đựng đầy chuột hết đó. Nó đựng đầy chuột hết đó, nó làm tổ trong cái bình đó, đó. Làm sao? Chỉ có đập vỡ cái bình đi, đặng cho nó đừng có nó phá cái tổ của nó thôi, cho nó sụp đổ thôi. Chính ông là những một cái con chuột mà to đó, một con chuột to mà người ta nói ông có hai căn nhà ở Siputra đó. Người ta nói ông nhận cái tượng vàng 50 kg của giặc tàu đó, của Formosa đó. Đó là Trịnh Xuân Thanh đó. Trịnh Xuân Thanh đã nói là ông nhận cái bức tượng 50 kg vàng. Bởi vì ông kêu gọi là Tô Lâm đó là phải bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá. Và ngày nay đó ông trở thành một cái tên khủng bố. Một cái tên khủng bố đó để mà bắt cóc người ta. Tội ác của ông đầy, nói thiệt, đầy với cái dân tộc Việt Nam này. Bây giờ tôi đi xin mở thêm một cái trang mới nữa, coi trang này nó nói cái gì. Thấy không? Đó, tôi nhắc lời đó. Thấy không? Chống tham nhũng là rất khó vì ta đánh ta. Đây là cái lời của ông tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng vào ngày 17 tới tháng 10 năm 2016 đó. Thấy không? Nó rõ ràng là chính ông Trọng cũng đã tự xác nhận chính ông là một tên trùm tham nhũng. Rõ ràng là như vậy. Rồi, bây giờ tôi muốn sang một cái trang mới nữa, coi nó nói cái gì. Phát biểu của Tổng Bí thư Đảng về góp ý hiến pháp Việt Nam bị chỉ trích. Trong buổi làm việc với tỉnh ủy Vĩnh Phúc vào ngày 25 tháng 2 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu rằng những ý kiến đòi bỏ điều 4 hiến pháp, đòi đa nguyên đa đảng, đòi tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội, việc đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể có thể được quy là suy thái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trời đất ơi, mình không thể nào mình tưởng tượng được một cái người Tổng Bí thư nói như vậy mà cái hàng triệu đảng viên một trong Đảng Cộng sản mà không dám lên tiếng như thế nào ấy. Thì mình hiểu rằng là cái đất nước này nó đi về đâu. Cái đất nước này nó gọi là nó sợ về cái quyền hành của một cái Tổng Bí thư. Nó không dám nói, nó không dám mở miệng. Nãy giờ TV nói hơi lớn thành ra cái miệng thì nó hình như nó khan tiếng, thành ra TV muốn nói nhỏ nhỏ một chút xíu. Nhưng mà mỗi lần mà nói đến cái tên mà tội ác Nguyễn Phú Trọng, tự nhiên mình rất là khó chịu. Thấy không? Ông biết rằng là chuyện nó quá rõ mà. Điều 4 hiến pháp là nói về một đảng gọi là lãnh đạo cái đất nước, là cái Đảng Cộng sản Việt Nam, là nó ngồi xổm lên pháp luật. Nó không cho cả nào lãnh đạo đất nước ở ngoài trừ Đảng Cộng sản. Một cái hiến pháp đó là luật pháp, nó phải cần cái tạo cái sự công bằng, nó cần cái tạo cái sự bình đẳng, cái sân chơi rồi là công bằng bình đẳng. Mà tự nhiên mình lấy cái Đảng Cộng sản của mình ngồi trên hiến pháp như vậy, mình không cho cái bất cứ đảng phái nào được thành lập, mình không cho bất cứ đảng phái nào được cầm quyền hết, thì rõ ràng là nó đâu phải là luật pháp, chứ không? Cái ông là luật rừng, nó không phải là luật pháp. Nói thẳng như vậy, luật pháp là phải tạo cái sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người, cho tất cả đảng phái mới gọi là gì. Bởi vì người ta mới đòi đa nguyên đa đảng là vậy. Ai cũng muốn đa nguyên đa đảng đó. Cả thế giới người ta mấy trăm nước gọi là đa nguyên đa đảng, người ta đâu có loạn đâu, thưa ông. Nước Mỹ cũng có tam quyền phân lập, người ta đâu có loạn đâu, đúng không? Nước Mỹ gọi là
người ta đi khiếu kiện, người ta đi biểu tình, người ta ký đơn tập thể, người ta đâu có loạn đâu. Người ta, nó là những cái mà yếu tố để mà cho cái đất nước này được phát triển, chứ không phải là những cái yếu tố để ông nói rằng là suy thái tư tưởng, chính trị, rồi đạo đức lối sống. Trời ơi, đạo đức kiểu gì là gì ấy? Đạo đức mà độc tài, phải không? Độc tài độc tôn rồi quốc nạn tham nhũng như vậy, rồi đạo đức đó là đạo đức lối sống của ông sao? Đạo đức lối sống là phải gặp công an là phải xì tiền ra hay sao? Đồng bào đi ở ngõ phi trường Tân Sơn Nhất hoặc là phi trường Nội Bài đều phải đút lót tiền do công an. Rồi nó lại đổ thừa rằng là tại vì đồng bào đút tiền nó mới lấy. Nó khốn nạn như vậy. Trong khi đó nó tạo mọi điều kiện để mà nó bắt buộc đồng bào phải đút tiền cho nó. Thấy không? Chứ không phải đút tốt lành. Nếu mà tốt lành thì biết bao nhiêu phi trường, tại sao mà người Việt không có đút tiền? Mà tại sao khi về Việt Nam là phải đút tiền? Tiền mà đồng tiền là nóng ruột nữa. Đâu phải tự nhiên là người ta đút tiền đâu. Nó trách là nó trách cho những người hối lộ, chứ sự thật ra là nó tạo điều kiện cho những người bắt buộc phải hối lộ nữa. Bởi vì nó lưu manh lắm, lưu manh mà lại nói ngược nói ngạo không. Bởi vì trong đây tôi viết là Nguyễn Phú Trọng đang đi ngược lại trào lưu phát triển của nhân loại. Đây là điều đúng. Rồi TV xin mời quý vị nghe xem thêm một cái hình ảnh nữa nha. Bằng chứng Nguyễn Phú Trọng chủ mưu vụ bắt Trịnh Xuân Thanh. Đó, thì cái này TV cũng có thể là đã nói rồi. Thứ ba ngày 6 tới tháng 1 năm 2016, chính Nguyễn Phú Trọng đã nói nè. Cái liệt lời tuyên bố thẳng thừng của ổng ở trên Vietnam Express nè. Tổng Bí thư nói nè, bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh thì ngày nay người ta đã truy ra quá rõ rồi. Thấy không? Ông đem gọi là Tô Lâm rồi tướng này tướng nọ qua để mà bắt lại là ông Trịnh Xuân Thanh. Thấy không? Tướng Đường Minh Hưng đó cũng có trong cái vụ án này đó, để mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về nước rồi thu bị cho rằng Trịnh Xuân Thanh đầu thú khốn nạn. Một cái chế độ khốn nạn như vậy mà tại sao người dân chịu nổi? Nói đi, TV không phải hiểu ra, TV 256 không hiểu, phải hiểu ra tại sao người dân bị đầu độc đến nỗi mà sợ hãi như vậy. Mỗi người đều gần như là sợ hãi hay là bị đầu độc hay là bị như thế nào mà mình không hiểu. Một cái tên mà nó thô bỉ như Nguyễn Phú Trọng như thế này mà lại tôn sùng hắn để mà đưa đứa hắn lên để làm chủ tịch nước, rồi với 99% đều đồng ý. Trời đất ấy, TV tưởng tượng không nổi. Một cái sự mà độc tài mà mang rỡ đó. Nó độc tài mang rỡ thành ra mới có cái vụ mà 99%, 99.97% để mà người ta gọi là bầu cho ông làm chủ tịch nước. Nếu sự thật là ông phải bầu thì ông bầu cử thì phải có hai người đứng ra tranh cử với nhau, một mình ông, một mình mà ông rồi không bỏ ông thì bỏ ai bây giờ? Mà không bỏ ông thì coi chừng đó, coi chừng bị chém đầu á. Thấy không? Cái anh mà nào trong đại biểu quốc hội mà không bỏ ông đó là coi chừng bị chém đầu á. Thấy không? Bị cho chết đi đó. Thấy không? Giống như chủ tịch nước Trần Đại Quang đó. Bị chết đó, bị giết đó, bị đầu độc đó. Mà báo chí người ta đã lên tiếng, người ta nói là cá nhân ông đầu độc ông Trịnh Xuân Thanh đó. Chứ ai, cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng đó. Ông đã giết của Trịnh Xuân Thanh đó. Tại bây giờ ông sợ,
Ông sợ Trịnh Xuân Thanh, ý ông giết Trần Đại Quang chứ. Ông sợ Trần Đại Quang gọi là báo oán báo thù cho ông, hồn ma của Trần Đại Quang đó, Đại Quang đó. Thành ra đó, khi mà đi đám tang của Trần Đại Quang đó, ông bấm ấn cái hai ngón tay cái của ông mà báo chí chụp rõ ràng mà. Ông sợ hồn ma Trần Đại Quang rồi là gì giết ông hay sao đó, trả thù báo oán. Thành ra ông phải bấm hai cái ngón tay cái, báo chí chụp hình hết ông à. Không thể cãi được đâu. Rồi TV cho quý chị nghe nữa nè. Sorry quý anh chị em, bà con cô bác nha. Mình bấm cái lộn rồi cái này nó tự nhiên nó cái cúp ngang. Thành ra trở lại ha. Rồi rồi cái phần này cũng nói xong rồi. Bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá. Ông coi đó, nó đau khổ cho cái dân tộc Việt Nam mình. Trong khi đó Việt Nam thì có gọi là cái hiệp ước rồi là giao thương với bên khối Âu Châu, mà cái hiệp ước giao thương nó lên tới là 45 tỷ đô la chỉ vì ông. Một cái thằng tội ác như ông đó, nó làm cho bên phía Đức, bên phía Âu Châu gọi là không có chấp thuận gọi là mà cái ký vào bản thương ước á với bên khối Âu Châu, nó mất 45 tỷ đô la tội ác của ông đó, ông Nguyễn Phú Trọng. Rồi bây giờ TV xin mở qua một trang nữa nha. Ồ, tổng bí thư diệt chuột đừng để vỡ bình, cái này có rồi quý anh chị em thấy không, cái bình cũng là diệt cộng nè, hai cái thằng diệt cộng đỏ diệt cộng đen nè, xã hội đỏ xã hội đen ôm nhau nè. Mà cái dấu tay đây là dấu tay cờ đỏ sao vàng, ý cờ búa liềm đây nè, cái tên cộng sản nè, nó cũng là chuột, nó cũng là bình luôn nè, thấy không? Đó, Nguyễn Phú Trọng đây lấp lé ở sau cái bình nè, thấy không? Nguyễn Phú Trọng là con chuột nè, người ta vẽ ra rõ như vậy đó, nó xấu hổ không biết chừng nào mà người ta vẽ đúng đó, thấy không? Người ta vẽ đúng đó. Không? Ông núp sau cái bình chuột là bắt buộc là bây giờ người ta lấy đá mà người ta chọi ông thì bắt buộc là phải vỡ bình thôi, người ta lấy súng người ta bắn là tại vì núp sau cái bình, ông núp sau cái bình để ông trở thành những con chuột mà tham nhũng mà. Người ta biết hết, người dân biết hết ông à. Nếu mà có khuôn á thì hãy trở về với cái dân tộc Việt Nam, trở về với người dân, xin lỗi người dân, mình đã làm những cái chuyện tội ác thì quả mai người dân có thể tha thứ cho ông. Bằng không nó thật đấy, cá nhân của ông, gia đình của ông sẽ tan nát hết. Ông hãy nhìn cái hình ảnh của đại tá Gaddafi đi, ông nhìn đi. Ông nhìn Hosni Mubarak đi. Rồi, TV xin cho quý anh chị em xem cái hình phạt. Ồ, Trọng nói tổng bí thư là người miền Bắc phải có lý luận. Cái này TV hồi nãy nói rồi. Thành ra có những cái nó trùng lập mà TV không để ý. Thế như Nguyễn Phú Trọng trở thành ứng cử viên duy nhất trong nhiệm kỳ 2. nhờ thế mà ông trở thành ứng cử viên duy nhất cho nhiệm kỳ 2, tại vì không kiếm miền Bắc không có ra, đúng không? Độc quyền, độc tài, độc đoán, toàn trị như vậy, bởi vì những cái tên cộng sản này đã làm khổ đất nước đó, thưa quý anh chị em, quý anh em phải hiểu điều đó. Rồi bây giờ TV bước qua phần thứ hai nha. Phần thứ hai thì bài viết của TV thôi. Một bài viết TV cũng mới viết đây. Cái bài viết có tựa đề là bình luận về lời kêu cứu của bà Trương Thị Yến gửi đến Bắc Trọng.
Thì khi nghe đoạn clip này thì TV viết cái bài đây, viết cái bài này thì TV đọc cho quý anh chị nghe nghe. Dựa theo lời kêu cứu của bà Trương Thị Yến gửi đến bác Trọng, TV256 cũng muốn có đôi lời với cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng như sau. Nước mắt của hàng triệu dân ngoan trên khắp ba miền đất nước vẫn tiếp tục chảy trong suốt hàng chục năm qua vì những tệ nạn tham nhũng, quan liêu của những cán bộ cộng sản dưới quyền cai trị của ông đấy, ông Nguyễn Phú Trọng ạ. Lời nói của bà Trương Thị Yến gửi đến ông chỉ là một trong hàng triệu trường hợp. Chẳng lẽ ông cầm quyền tổng bí thư và chủ tịch nước mà không hay biết? Không phải chỉ là những dân oan bị cướp đất, mà còn hàng ngàn, hàng vạn trong nhiều lĩnh vực đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam. Nhất là hai lĩnh vực tối quan trọng, y tế và giáo dục. Được thế giới đánh giá để biết đến sự tiến bộ của một quốc gia. Vào ngày 10 tháng 7 2018, trên báo điện tử News Zing VN đã đưa tin cả nước có trên 300 người chết bị bệnh ung thư mỗi ngày, cao gấp 7 lần số người chết vì bị tai nạn giao thông. Ông đã làm gì để có thể ngăn chặn được điều này hả ông? Thưa ông Nguyễn Phú Trọng, với đà gia tăng khủng khiếp hiện nay, dân tộc Việt Nam sẽ bị diệt chủng không xa lắm đâu ông Trọng à. Chưa kể biển chết vì những nhà máy xả thải độc hại của giặc tàu, nguồn nước và thực phẩm khắp nơi bị nhiễm hóa chất độc hại vì giặc tàu đưa sang Việt Nam. Những nguồn hải sản kể cả gia súc phần đông đều bị nhiễm độc, đến cả không khí người dân cũng thở không nổi vì những xả độc của những nhà máy của giặc tàu như Lianmen và Formosa ở Bô Xít Tây Nguyên. Kể cả khối bụi kinh hoàng của các xe máy. Trong khi đó, ông cứ bô bô miệng nói, mở ngoặc, đây là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử của nước Việt Nam, đóng ngoặc. Chẳng biết ông có xấu hổ không khi đã nói câu nói đấy. Còn về lĩnh vực giáo dục, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra luật như sau: sinh viên ngành giáo dục bán dâm lần thứ tư sẽ bị đuổi học. Tại sao lại có hiện tượng kỳ quái như thế này? Đã xảy ra trong ngành giáo dục hả ông Nguyễn Phú Trọng? Thế là được hợp thức hóa việc bán dâm 3 lần à, phải không không? Thế mà không không đủ bản lãnh để cách chức tên nhà vậy, ông cầm quyền để làm gì hả ông Nguyễn Phú Trọng? Hàng trăm ngàn trẻ em đi bán vé số, đi làm việc dưới tuổi vị thành niên, sinh viên đi bán dâm, cô giáo làm bi ôm phục vụ cho các quan to, sinh viên tốt nghiệp ra trường chẳng có việc làm, thầy trò gạ tình đổi điểm, cô giáo cho học sinh uống nước dẻ lao bảng. Đây là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử của nước Việt Nam. Là như thế đấy sao ông Nguyễn Phú Trọng? Chưa nói đến đạo đức suy đồi của cả một dân tộc mà không cần phải chứng minh. Nó xảy ra nhiều quá rồi, không có thể nào chứng minh được đâu ông Trọng. Nó quá nhiều luôn rồi. Chưa nói đến biển đảo, đất đai bị giặc tàu xâm chiếm, cho phép giặc tàu khai thác những đặc khu lãnh thổ trọng yếu như Phú Quốc, Bắc Vân Phong, Vân Đồn, Formosa, và còn cho phép giặc tàu sử dụng Mao tệ, nhân dân tệ đó trên cái đất nước để đồng hóa nước Việt Nam trở thành một tỉnh của giặc tàu. Đây là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử của nước Việt Nam, là như thế sao ông Nguyễn Phú Trọng? Thôi, nói nhiều là cũng đủ rồi. Cho một thằng tên Thái Thú Tào, Thái Thú Nguyễn Phú Trọng, tôi không phải là bà Trương Thị Yến đã gọi ông là
Bá Trọng trong cái hoạt đấy đâu. Vì tôi biết rõ ông là một thằng đang gây ra tội ác đối với dân tộc Việt Nam. Kể từ khi ông làm thành ủy Hà Nội và cầm quyền chủ tịch quốc hội vào năm 2006, 12 năm cầm quyền, chính ông đã phá hoại tanh bành đất nước Việt Nam này. Tôi xin dừng nơi đây. Chào quý bà con cô bác, chào quý anh chị em thân thương, và cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe clip này. Gia tài của mẹ ai đã bán đi, gia tài của mẹ còn lại những gì? Hoàn trường xa này sẽ về đâu? Rừng trường sơn này có còn không? 40 năm nhìn thấy những gì? Một chính quyền kết cấu lừa dân, vùng lên hai chiều còn tiêm.
mẹ ai.